trường tiểu học Cách Đan cùng các anh chị để tham gia tuyên truyền những kiến thức an toàn giao thông cho các bạn học sinh nghe. Đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự quận 1 xin giới thiệu thượng úy bộ đội xây dựng phong trào công an quận 1 và hai nhà sáng tạo nội dung VV và phòng đất phía đó. U là trời, quá trời chấn động luôn rồi. Khúc này V đang dẫn mấy bé đi dạo quanh sân trường để xem á là đã đội mũ bảo hiểm đúng quy định chưa ta. Đặc biệt chúng mình còn được tham gia rất là nhiều trò chơi liên quan đến tín hiệu và biển báo an toàn giao thông nữa ha. Còn đây là các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất ngoan và học giỏi nên đã được trao những phần quà cực kỳ ý nghĩa. Trước lúc về V còn được một bạn fan tặng một bé gấu bông cute xỉu. Các bạn trường tiểu học Cách Đàn rất là dễ thương và ngoan luôn nha.